Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2024 sẽ chuyển đến quý khán giả những nội dung đáng chú ý. Phường Thế Bình mới thuộc quận Ninh Kiều ra mắt bộ máy chính quyền và chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay 19 tháng 11. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thăm các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và bày tỏ tri ân, mong muốn mỗi nhà giáo là tấm gương sáng cùng góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tới, diễn ra tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ với chủ đề Tinh hoa miền sông nước. Thưa quý khán giả, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 39 đã đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình đối với 9 dự án luật và một dự thảo nghị quyết có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, thống nhất trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và xem xét các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Xem xét quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 12 tỉnh thành phố, thông qua 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 2 dự thảo nghị quyết theo đề nghị của Tòa án Nhân dân tối cao để bảo đảm các điều kiện triển khai thi hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất các dự án dự thảo được cho ý kiến tại phiên họp này đã cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 của kỳ họp bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 11. Đối với 3 dự án luật dữ liệu, luật điện lực sửa đổi, luật đầu tư công sửa đổi, trên cơ sở xem xét hồ sơ tài liệu và với quyết tâm cao của chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tiếp tục hoàn thiện các dự thảo này để trình thông qua tại kỳ họp thứ 8 này. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức lễ công bố nghị quyết số 1192 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025 và ra mắt bộ máy chính quyền của phường Thới Bình mới. Tại buổi lễ, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025. Theo đó, phường Thới Bình được sắp xếp sáp nhập từ 4 phường gồm An Phú, An Nghiệp, An Cư, Thới Bình. Sau khi sáp nhập, vẫn giữ nguyên và ổn định tổ chức các trường học, trạm y tế trên địa bàn, không ảnh hưởng tới việc học tập, khám chữa bệnh của học sinh, nhân dân. Trước đó, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt nên tạo sự đồng thuận rất cao. Người dân được cái sự tuyên truyền của chính quyền địa phương thì người dân người ta rất là yên tâm và phấn khởi, bởi vì khi mà sáp nhập như vậy thì cái quyền lợi của mỗi người dân nó cũng được nâng lên về giá trị kinh tế cũng như về văn hóa, về cái sinh hoạt cuộc sống. Thì do vậy mà người dân người ta rất là phấn khởi khi mình sáp nhập 4 phường lại như vậy. Trước khi cái việc mà sáp nhập phường thì chúng tôi cũng có tuyên truyền cũng như là truyền thông trong những cái buổi họp dân cũng như là trên đài phát thanh truyền hình cũng như là trên đài truyền thanh của quận Ninh Kiều để cho người dân cũng nắm biết được địa chỉ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn của 4 phường. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận đánh giá cao, biểu dương về sự nỗ lực cố gắng của tập thể các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trong việc tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính 4 phường của quận Ninh Kiều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, đồng thời lưu ý địa phương thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Các cấp ủy đảng, chính quyền quận Ninh Kiều, phường Thới Bình thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó đặc biệt chú ý đến các trường hợp dôi dư khi thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính để có phương án giải quyết, hỗ trợ, thấu tình, đạt lý,
phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển cũng đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành thành phố tiếp tục hỗ trợ quận Ninh Kiều, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức. Lưu ý không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính. Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện và lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố. Tại các nơi đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trò chuyện ôn lại kỷ niệm, quá trình công tác của các nhà giáo. Đồng chí khẳng định, thành phố luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng, giáo dục ở tất cả cấp học, luôn dành sự quan tâm tới đội ngũ nhà giáo. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện sứ mệnh nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thành phố và đất nước. Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương sáng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí bày tỏ tri ân những đóng góp của các nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và chúc các nhà giáo luôn mạnh khỏe, bằng kinh nghiệm tâm huyết tiếp tục đóng góp vun đắp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai của thành phố. Các nhà giáo bày tỏ xúc động, trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, khẳng định dù đã nghỉ công tác nhưng vẫn luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và việc làm thiết thực cho ngành, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chiều qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cũng tổ chức họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tham dự có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, đại diện các trường trung cấp, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, các thầy cô giáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nghe thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố Cần Thơ đã tuyển mới và đào tạo nghề cho trên 45.000 người, đạt 100,34%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 83,5%, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Thành phố Cần Thơ hiện có 60 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa, trình độ ngày càng được nâng cao. Hiện trên địa bàn thành phố có trên 1.000 nhà giáo. 100% nhà giáo đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn của hẳn chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm. Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho nhà giáo Văn Phú Khanh, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đạt giải nhì và nhà giáo Tống Thành Thống, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ đạt giải ba tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Sáng nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng lớp Đại học Khoa y Quốc tế khóa 1, tham dự có đại diện Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố quyết định thành lập Khoa y Quốc tế DNC, đây chính là nơi tiếp nhận đào tạo sinh viên quốc tế. Lớp y khoa quốc tế khóa 1 năm 2024 có 150 sinh viên đến từ các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, các nước Trung Đông và Việt Nam tham gia học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Thời gian học 6 năm, các sinh viên sẽ được học bằng tiếng Anh, tham gia nghiên cứu khoa học, được tiếp cận với cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm và chương trình học theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp khoa y quốc tế có thể tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề tại các quốc gia như Ấn Độ, Nepal. Dịp này, 5 sinh viên quốc tế được trường trao một số giải thưởng như nhà lãnh đạo y tế tương lai, nhà nghiên cứu trẻ. Trong đó có một sinh viên được nhận giải thưởng dự khó với trị giá 2.250 đô la Mỹ. Cũng sáng nay, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ khai giảng năm học 2024-2025 và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Năm học mới 2024-2025, Trường Cao đẳng Y tế thành phố Cần Thơ đón 1.412 tân học sinh sinh viên, nâng tổng số lên 3.700 học sinh sinh viên đang học tại trường. Năm học vừa qua, thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Có 5 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen, 10 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 2 giảng viên đạt thành tích cao trong hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 được vinh danh.
Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã trao tặng giấy khen cho tân sinh viên đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm học 2024-2025, trao học bổng cho 221 sinh viên có thành tích cao trong học tập, mỗi suất trị giá 8.580.000 đồng đến 9.840.000 đồng. 16 sinh viên nhận học bổng Phạm Văn Trà, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng. 31 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo được Hội khuyến học của trường hỗ trợ mỗi em 2.500.000 đồng. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ cũng tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025, đồng thời họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trong sáng nay. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với chương trình văn nghệ đặc sắc, tri ân sâu sắc đội ngũ giáo viên vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục. Tại đây, nhà trường đã tổng kết những thành tích nổi bật của năm học 2023-2024 với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 92%, đồng thời vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc cấp thành phố. Bước vào năm học mới, trường tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ trao tặng 15 suất học bổng trị giá 1.500.000 đồng mỗi suất cho những học sinh sinh viên vượt khó học giỏi, trong khi Ủy ban nhân dân thành phố cũng trao bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân của trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và đào tạo. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã có rất nhiều cách làm vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách của Bác vào từng công việc của từng đơn vị cá nhân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ hội viên và đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Với 180 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở 8 chi hội, Hội cựu chiến binh phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tập trung vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình, thành lập nhiều câu lạc bộ, tổ hợp tác gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chúng tôi triển khai là nên mở cái mô hình hợp tác để xóa đói giảm nghèo cho anh em, để cải thiện cuộc sống, có công ăn việc làm cho hội viên. Thì từ đó thì tụi tôi thay năm 2018, tụi tôi thành lập ra cái tổ hợp tác mắm. Thì có 5 thành viên. Rồi xong tới năm 20 thì tôi thành lập ra cái tổ hợp tác muối. Năm 21 là thành lập cái tổ hợp tác nuôi cá. Đến năm 23 thì tụi tôi từ đó tích lũy được vốn rồi. Thì bắt đầu tôi nghiên cứu ra mấy hùng với nhau, anh em kêu anh em hội viên hùng với nhau để mua thành lập cái tổ hợp tác xe cuốc. Tổ hợp tác mắm này á, thì tạo công ăn việc làm cho hội viên hội cựu chiến binh, đồng thời là tăng thu nhập cho hội viên đã có cuộc cải thiện cuộc sống, là thêm cái vừa có tinh thần vừa có vật chất luôn. Ở phường Xuân Khánh cũng thuộc quận Ninh Kiều, các hội viên cựu chiến binh khu vực 8 đã tích cực vận động hội viên và nhân dân trong khu vực đóng góp công sức tiền của để nâng cấp mở rộng các hẻm nhánh dài hơn 1 km với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chi hội nơi đây còn xây dựng được mô hình tổ tiết kiệm dây vốn, qua đó có 40 thành viên được hỗ trợ vốn từ các chương trình tín dụng với dư nợ gần 5 tỷ đồng. Vận động là các hội viên tham gia cái về cái nâng cấp các hẻm nhánh của đường Trần Khánh Dư. Thì trong cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh á, thì mình đưa cái chủ trương này vô là thiết thực nhất. Để góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, các cấp hội cựu chiến binh phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, ngoài thực hiện tốt công tác hội, thì phong trào cựu chiến binh gương mẫu cũng được hội đẩy mạnh. Hội viên tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Các cái mô hình nổi bật trong năm qua là như là cái mô hình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đó là cái mô hình là thực hiện thường xuyên. Đó. Rồi cái mô hình là làm hẻm, nâng cấp hẻm, rồi mắt đèn chiếu sáng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ hội viên cựu chiến binh thành phố đã tích cực tham gia các phong trào. Nổi bật trong 3 năm qua, các cấp hội đã tham gia trồng hơn 86.000 cây xanh các loại, trong đó có gần 33.000 cây bần chống sạt lở, xây dựng mô hình thu gom rác, xây dựng được hơn 138 km đường sáng xanh sạch đẹp, an toàn, đồng thời duy trì tốt mô hình cựu chiến binh với an toàn giao thông, tích cực đẩy mạnh công tác xóa nghèo, nâng cao đời sống trong hội viên và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong 3 năm vừa qua, thì không có một cán bộ hội viên cựu chiến binh nào mà vi phạm kỷ luật, và đa số đều cũng chung sức đồng lòng
để ra sức đấu tranh các cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, và đồng thời cũng không có xuất hiện một tư tưởng nào sai trái lệch lạc ở trong cái cựu chiến binh hoặc là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Anh em cựu chiến binh là tự cái lực tự cường và vươn lên mạnh mẽ để mà thoát được cái nghèo. Đó. Thì hiện nay trong toàn hội chúng tôi đó là phải nói cũng những có những cái tấm gương rất là tiêu biểu. Dù là sức khỏe nó cũng có hạn chế nhưng mà nhiệt tình, quyết tâm để làm sao mà thoát được cái nghèo. Qua các phong trào, 3 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã xét tuyên dương khen thưởng cho 45 tập thể và 97 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chiều ngày 19 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà tiếp và làm việc với đoàn công tác của Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đi tham quan thực tế dự án hỗ trợ lúa phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn công tác do bà Manela Ferro, Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến tham quan hợp tác xã New Green Farm ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, sản xuất theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn, áp dụng kỹ thuật 1,5 giảm, tưới ngập khô xen kẽ, xử lý rơm rạ sau thu hoạch để giảm phát thải khí nhà kính. Tại đây, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã trao đổi với lãnh đạo thành phố, nông dân, doanh nghiệp về quy trình sản xuất lúa áp dụng các biện pháp canh tác phát thải thấp, thảo luận với các chuyên gia IRI về việc đo lường lượng khí thải methane bằng công nghệ số. Bà Manuela Pero, Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, đánh giá cao hiệu quả của mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại thành phố Cần Thơ. Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ chương trình đầy triển vọng của chính phủ, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu của đề án phù hợp với chiến lược phát triển xanh bền vững và toàn diện của Ngân hàng Thế giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà bày tỏ vui mừng khi thành phố Cần Thơ được đón tiếp lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới đến thăm và làm việc. Mong muốn sau chuyến công tác lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng với Ngân hàng Thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng ngày hôm nay tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer diễn ra chương trình trao tặng nông cụ cho các hộ dân người dân tộc Khmer trên địa bàn của Ung Môn, huyện Thái Lai và huyện Cờ Đỏ. Tại chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer trao tặng nông cụ cho 10 hộ dân người dân tộc Khmer. Mỗi nông cụ là một máy bơm nước chạy dầu diesel loại D8 trị giá 5 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động của đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động thiết thực của lực lượng vũ trang thành phố, cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tham gia phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thông qua thực hiện công tác an sinh xã hội, chia sẻ hỗ trợ điều kiện sản xuất cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Chiều nay 19 tháng 11, Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và tiếp nhận hiện vật do cá nhân hiến tặng. Hiện nay thành phố Cần Thơ có 4 bảo vật quốc gia, 38 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục quốc gia. Thời gian qua, Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã và đang làm khá tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ khách tham quan. Đặc biệt, năm 2024, Bảo tàng còn tổ chức triển khai sưu tầm và thực hiện xã hội hóa gần 200 tư liệu hiện vật quý, phong phú về các loại hình, góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Tại buổi họp mặt, Bảo tàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tiếp nhận nhiều hiện vật của các cá nhân hiến tặng. Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tin tưởng Bảo tàng thành phố sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa bảo tàng với các tổ chức cá nhân, những người yêu di sản, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực hưởng ứng sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú các bộ sưu tập hiện có để phục vụ nghiên cứu trưng bày. Từ ngày 29 tháng 11 đến 2 tháng 12 tới, sẽ diễn ra tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức sự kiện đã thông tin các hoạt động trong tuần này tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay 19 tháng 11.
Tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ năm 2024 có chủ đề Tinh hoa miền sông nước với những hoạt động chính như lễ khai mạc, khảo sát các tuyến điểm du lịch đường sông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, công bố tuyến du lịch đường sông và tọa đàm định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đường sông kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình ca nhạc và biểu diễn thời trang, giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ cùng các hoạt động chào mừng như liên hoan đàn, hát dân ca Nam Bộ, diễu hành du thuyền, tàu thuyền trên sông, diễu hành mô tô, đua võ composite, đua ghe ngò, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 8 và lễ bế mạc. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức nhằm mục tiêu kích cầu ngành thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã và đang khẩn trương hoàn thiện. Trước đó, vào lúc 14 giờ chiều nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi họp rà soát lại các nội dung cùng công tác chuẩn bị, đồng thời thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến khâu hậu cần và thời gian diễn ra lễ khai mạc. Thưa quý vị, và một trong những hoạt động hưởng ứng tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long sắp diễn ra tại thành phố Cần Thơ là sáng nay tại bến tàu khách và du lịch Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức trao bản tuyên truyền văn minh ứng xử du lịch năm 2024. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc gắn bản này nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn minh ứng xử du lịch thành phố Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch. Tại đây, ngành chức năng thành phố đã trao và gắn tổng cộng 160 bản cho 160 tàu du lịch. 5 nội dung của bản tuyên truyền này gồm có trách nhiệm với môi trường và xã hội, thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng khách du lịch, cung cấp đầy đủ thông tin về điểm đến, niêm yết công khai giá, dịch vụ, không chèo kéo, đeo bám khách du lịch. Cũng sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo giới thiệu về giải vô địch đua võ composite thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2024. Theo kế hoạch, giải chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 tại công viên cạnh cầu đi bộ nhà hàng Hoa Sứ thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đến nay, ban tổ chức đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đấu của 16 đội với 120 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên thuộc các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ, trong đó có hai trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ và trường Đại học Cần Thơ. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung thi đấu gồm động cơ xăng Genis GS210 7 mã lực và động cơ xăng Genis GS420 với vỏ composite chiều dài 5,9m và chân vịt inox AB thi đấu chinh phục cự ly 500m. Cơ cấu giải thưởng trên 150 triệu đồng gồm hiện vật và hiện kim, trong đó giải nhất lên tới 40 triệu đồng. Đặc biệt giải lần này, ban tổ chức còn đưa vào chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng giá trị gần 25 triệu đồng. Quý khán giả thân mến, tại trung tâm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thời gian qua xuất hiện một số con đường được đầu tư nâng cấp khá rộng và đẹp, nhưng có một đầu bị thu hẹp trở thành nút thắt cổ chai, vừa gây khó khăn cho việc lưu thông, vừa ảnh hưởng đến sự phát triển chung của không gian đô thị. Đường Trần Phú, đoạn tiếp giáp với dòng xoay Hùng Vương, Nguyễn Trãi, đường Cách mạng tháng 8, đến trung tâm thương mại Cái Khế. Tại đây, một bên đường hướng từ trụ sở công an thành phố đến đường Cách mạng tháng 8 đã được nâng cấp, mở rộng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông. Nhưng bên đối diện ngược lại thì vẫn tồn tại nền đường cũ chỉ bằng 1/3 làn đường mới, vừa chật hẹp vừa xuống cấp, trông khá lượm thượm, mất mỹ quan và hạn chế sự phát triển chung của hạ tầng giao thông. Bức xúc lắm, thấy cũng khó chịu lắm. Tuyến đường ta đẹp hết trơn rồi mà mình còn ở đây có cái khu đó, mà nếu mà làm được thì nó tốt, thành phố nó sẽ nâng cấp lên, chứ để mưa gió đi lại nó cũng khó khăn lắm. Còn đây là hẻm 51 Hồ Bún Sáng. Tại đây, phía trong khu vực Hồ Bún Sáng là phần đường đã được nâng cấp mở rộng từ nhiều năm nay, thông với đường Trần Nam Phú ra đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Nhưng tại đầu hẻm nơi tiếp giáp với đường 3 tháng 2 thì còn một đoạn hẻm cũ nhỏ hẹp có hình chữ Z nên luôn bị ách tắc giao thông. Đường mà nó có những cái đoạn mà chưa giải tỏa hết, chưa làm hoàn thành hết đấy, nó bị thắt cổ chai thì nói chung là cái lưu thông là rất là khó khăn, với lại cái phát triển kinh tế thì khả năng nó bị suy giảm, tại vì tới những cái giờ cao điểm nó kẹt dữ lắm. Nhiều khi đi qua khúc này buổi chiều là khoảng nửa tiếng hồ mới tới.
Ngoài ra, trên địa bàn quận Ninh Kiều còn có tuyến đường Hoàng Quốc Việt vừa được nâng cấp mở rộng rất khang trang. Tuyến đường có chiều dài 3,4 km, nối từ đường tỉnh 923 đến quốc lộ 91B. Nhưng khi đến gần vị trí điểm giao với quốc lộ 91B thì lại bị thắt cổ chai như thế này. Những nút thắt nếu kéo dài và không được tháo gỡ, chắc chắn sẽ gây nhiều cản trở cho hạ tầng đô thị cùng sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.